Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách hack của Huawei Mode ở trên iPhone nhé. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cách để các bạn nâng cấp phiên bản Apple Pay phiên bản mới nhất. Phiên bản cũ thì các bạn xóa đi và cái phiên bản mới thì mình sẽ để trong phần mô tả của video. Các bạn bấm vào mô tả và làm theo hướng dẫn của cái link là các bạn sẽ sở hữu được cái phiên bản này. Cái phiên bản này nó vẫn farm mượt, nó farm được khá là nhiều script. Những script nào các bạn dán mà nó không hiện menu thì các bạn sử dụng cái script khác. Và như trong video này thì mình đang demo thử cái script của NavaHook nhá. Một bản script mình thấy rất là ngon, khá là ngon và không cần phải fix lag, không cần phải là bất cứ một gì cả, mình vẫn có thể farm mượt ở trên con iPhone 6s Plus, một con máy mà ngày hôm qua mình làm về phiên bản fix lag, nhưng mà phiên bản này thì không cần phải fix lag, các bạn nhớ không? Đồ họa vẫn đẹp, nó vẫn full đồ họa nhá. Và mình vẫn có thể farm được. Cái điều đặc biệt là khi mình farm, cái máy của mình nó không nóng lên. Ở những phiên bản khác thì mình chơi thì nó sẽ rất là nóng, nhưng mà phiên bản này thì mình thấy khá là ok. Và cái bản script này thì mình cũng để ở trong phần mô tả của video. Những bạn nào có nhu cầu lấy phiên bản này, các bạn chỉ cần bấm vào phần mô tả và làm theo cái hướng dẫn của cái link là các bạn sẽ sở hữu được cái phiên bản này thôi. Và mình thấy một vài bạn vẫn đang sử dụng phiên bản cũ. Phiên bản cũ thì nó sẽ yêu cầu của outlet. Đây, các bạn này bạn bảo là bạn tải file của mình nhưng mà nó bị lỗi, bạn bảo là lỗi update thì mình không biết là bạn tải file ở đâu. Đó. Phiên bản của bạn Apple Pay đã lỗi thời thì mình chắc chắn đây không phải là phiên bản của mình. Mình không biết là bạn này bạn tải ở đâu nhưng mà bạn lại bảo là phiên bản của mình. Và mình chụp cho bạn để xem luôn là phiên bản của mình thì chắc chắn nó sẽ phải vào được, nó sẽ phải chơi được. Đó, mình đang farm đây. Đó, nếu như các bạn tải cái phiên bản mới của mình thì chắc chắn nó sẽ chơi được. Và hôm nay thì mình sẽ test thử ở trên con 7 Plus nhá. Đó, mình sẽ hướng dẫn cách cài ở trên phiên bản 7 Plus. 7 Plus thì mình đã cài được cái phiên bản này rồi và bây giờ mình sẽ vào thử cho anh em xem. Chắc chắn vào được nhá. Đó, không nhiều bạn lại bảo là mình lừa đảo hay là các kiểu thứ thì các bạn tải cho mình đúng cái file trên kênh của mình. Nếu như lỗi thì các bạn liên hệ cho mình qua Zalo, các bạn chụp ảnh cho mình thì mình sẽ check. Nếu lỗi thì mình sẽ đổi lại cho các bạn cái link khác mà không cần phải vượt link. Còn nếu như các bạn đã tải đúng trên kênh của mình thì chắc chắn sẽ vào được. Đó, bây giờ mình sẽ đăng nhập vào cho anh em xem nhá. Đó, các bạn thấy không? Chắc chắn sẽ vào được, không bao giờ bị lỗi. Đây là cái giao diện mới nhất của cái phiên bản 1.03 là phiên bản 2.636 đấy. Ngày hôm trước thì mình đã lên video mình hướng dẫn các bạn cách để các bạn cài cái phiên bản 2.636 này rồi. Mình cũng bảo là đến ngày thứ ba, nghĩa là ngày hôm nay thì cái phiên bản cũ thì nó sẽ yêu cầu bạn update và nó sẽ không cho bạn chơi nữa. Thì các bạn xóa cho mình cái phiên bản cũ đi. Và bây giờ thì mình cài lại cái phiên bản này nhá. Để cài lại cái phiên bản này thì nó rất là đơn giản thôi. Còn đợi một chút mình sẽ đóng vào hết những cái này đi. Mình sẽ gỡ bỏ cái phiên bản này nhá, mình sẽ gỡ bỏ cái phiên bản này và mình sẽ cài lại từ đầu cho anh em xem. Các bạn bấm vào phần mô tả tải cho mình cái file Apple Pay phiên bản US. Sau đó thì các bạn sẽ vào app Exim cho mình. Các bạn bấm vào dấu 3 chấm. Đó, bấm vào dấu 3 chấm nhá. Bấm vào dấu 3 chấm này. Các bạn bấm nhập cho mình này. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào gần đây. Các bạn sẽ tìm đến cái thư mục Apple Pay phiên bản 1.0.3. Đó, ngày hôm kia mình đã tải rồi thì các bạn bấm vào thì nó sẽ ngay lập tức nó sẽ hiện ở ngoài này. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào thư mục này, các bạn bấm giải nén nó cho mình thì nó sẽ được một cái thư mục là payload. Thì các bạn sẽ bấm payload này, bấm vào zoblog.app này, bấm ký cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ bấm chữ ký. Các bạn có thể nhìn thấy nhá, phiên bản mới nhất là phiên bản 2.636, phiên bản cũ là 2.634 thì nó sẽ yêu cầu các bạn update. Các bạn sẽ không thể chơi được cái phiên bản cũ nữa, các bạn xóa cho mình phiên bản cũ đi và cài lại cho mình phiên bản mới. Sau đó các bạn bấm chữ ký cho mình và các bạn sẽ đợi nó chạy phần trăm, nó sẽ chạy từ 0 lên đến 100%. Khi nào đủ 100% thì nó sẽ cho các bạn cài đặt, thì các bạn sẽ bấm cài đặt cho mình là các bạn sẽ cài được cái phiên bản mới này vào máy các bạn. Cái phiên bản trên iPhone này thì nó hơi kén script một chút, nó sẽ không mở được tất cả các bản script đâu. Nó trên Android thì nó sẽ có nhiều cái menu hack hơn và nhiều chức năng hơn. Còn trên Android ở trên iOS này thì bắt buộc các bạn phải hạn chế chức năng nhé. Đó, một vài script mà các bạn hay dùng ở trên Android khi các bạn lên phiên bản iPhone này thì chưa chắc nó đã dùng được đâu. Thì nếu như các bạn không dùng được cái bản script mà các bạn đang chơi thì các bạn sẽ tìm cái bản script tương tự, các bạn dán vào là chắc chắn sẽ mở được. Vì như cái video ban đầu của mình nhá, mình sử dụng cái bản NavaHook, một cái bản script khá là ok, mình chơi mình thấy cũng rất là mượt và chức năng thì cũng đầy đủ chức năng. Thì những bạn nào mà muốn chơi thì các bạn có thể lấy cái bản script đó nhá. Và cái máy này của mình thì đã cài thành công, thì bây giờ mình chỉ cần vào và mình đăng nhập thôi. Khi mà các bạn cài như vậy thì chắc chắn nó sẽ không yêu cầu bạn update nữa, tại vì đây là phiên bản mới nhất rồi. Ok, đến bước này thì tất cả các bạn đều biết cách cài hack Block Foot 21 ở trên iPhone. Thì mình xin dừng clip đây. Còn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu cho anh em xem. Một yêu cầu nhỏ nhoi thôi. Bây giờ thì ok, bye chào mọi người.